Còn 3 ngày nữa là đến ngày đóng hụi cho bà Từ Tâm. Hãy chuẩn bị tiền bạn nhé. Trời ơi, ê, tính ra tôi thấy cái app của ông Phi Khanh này làm việc hiệu quả nha. Không, phiền quá bà. Nguyên một tháng ăn phủ phê ngập mặt là bao nhiêu? 6 triệu. Tiền chợ ăn phủ phê cho gia đình 3 người mỗi tháng chi 5 triệu đồng. Chị ăn chặn em hả chị hai? Ngộ quá à. Tan nát một kiếp người. Nó không thể nào xen vào cuộc sống mới được. Bây giờ em không tin, em trải nghiệm nó đi, rồi em sẽ tin lời chị của mày. Trời. Thách luôn. Anh dạ? Chuẩn dạ? Bị đi du lịch lên Đà Lạt đó. Rồi sự chuẩn bị đồ chưa mà ngồi đây nói chuyện. Nghe nói là cái mùa này ở trên Đà Lạt nó lạnh lắm đó nha. Em biết anh rồi, anh có bây giờ rồi, có chừng gãy ghế em. Cái gì vậy? Anh có bây giờ anh sao lạnh đâu. Anh ơi, thời tiết lạnh mà. Vậy thôi mình khỏi mua gì hết. Không có, không phải mua chứ, chụp hình đồ này nọ, rồi mặc áo đẹp để mình chụp hình chứ. Chứ không mua sao được đúng không? Nha. Chị muốn mua đúng không? Đúng rồi. Em muốn mua gì nói đi, đi mua cho. Thôi để anh tự mua được rồi, em đưa tiền anh đi mua đưa dép đi. Cái gì? Dép. Dép gì mà dép hoài vậy trời, dép rồi tôi nghe cái chữ dép này là cũng khoảng là 4-5 lần trong tháng này rồi đó nha. Bậy bạ, không dép anh đi cả năm mấy trời, anh có xin em đồng nào đâu. Em nhớ lộn rồi đó. Nè, dép em đi mòn luôn nè. Thôi đừng nói nhiều nữa. Dép của chồng. Mua dép mà. Kính mong gia chủ kiểm soát lại việc mua dép của chồng gia chủ. Trong tháng vừa qua, ít nhất 5 lần chồng gia chủ đã mua dép. Lần 1, ngày 3 tháng 10 đi coi đá banh, hứng, nhảy cà tưng, làm mất hết một đôi dép Lào trị giá 15.500 đồng. Lần 2, ngày 15 tháng 10 đi coi đá gà, trong lúc bị công an dí bắt, bay qua hàng rào, rớt mất một chiếc dép da trị giá 320.000 đồng. Lần 3-4 năm, chỉ thấy mua, không thấy đề cập lý do mất, có thể là chồng gia chủ khai man để lấy tiền đưa vào quỹ đen. Không, mày nói lại, mày nói gì chết tao. Không, cứng họng rồi phải không? Đúng không? Lộn cái gì mà lộn hả? Nè ha, ông chạy ra chạy vô, ông thấy tôi lu bu sổ sách ha. Ông xin tiền hoài tôi không kiểm soát được. Bây giờ ha, có cái app này rồi ha. Bao nhiêu năm nay ông giấu giếm ông ha. Ông quỷ đen quỷ đỏ ha. Ngày hôm nay tôi check hết. Tôi coi ra ông qua mặt tôi cái gì. Đây đừng nói chuyện với tôi nữa. Cái thằng trực app nó đang sản nó bảo. Đây tôi sẽ kiểm tra hết. Cứ hai cứu em. Trời ơi, thân ta tuần cứu chưa được, ở cứu em. Rồi ha, đây bây giờ tôi đọc cho anh nghe, không cần máy đọc ha. Anh coi những cái khoản chi vô lý của anh trong tháng qua nha. Chồng bạn tháng qua vừa mua 24 cái quần xà lõn lưng thun. Ông vừa mặc vừa nhai hay gì mà một tháng ông xài 24 cái quần xà lõn lưng thun hả? Quá, mặc ghiếc thun nó giãn á, thun dở mà. Thun gì mà một tháng nó giãn? Không có, tại vì mặc quần lưng thun á, cái nó bụng bự mà nó giãn á. Nó giãn cái mình mặc nó bị hao thun lắm. Vậy sao không mua được cái gì mắc mắc một chút để mặc cho nó bền? Tiết kiệm. Ha, chưa nha. Còn đây nè, chồng bạn đã mua 3 sợi dây nịt. Ông đi lăn lòn với con nào hả? Rồi ông để quên ở đâu mà 3 cái dây nịt trong vòng 1 tháng? Cái dây nịt là tại vì dây nhỏ quá, mua ăn mập quá cái mình xài không được, cái mình dục quá mà. Cái bụng ông là bụng gì mà nó giãn nở như vậy hả? Hả? Ông giếm tiền cho ai? Cứu ra chị hai, cứu ra. Chị em vô. Cái gì chứ? Cái này bắt buộc là chị phải lên tiếng, tại vì chị là người công đạo mà. Thôi chị đừng có binh em chị. Không có binh. Thương em cái. Không, cái có sao chị nói vậy, dạ, cưng, dạ, yên, dạ, tâm. Dạ, cưng yên tâm. Cưng yên tâm. Nói cái gì? Thứ nhất là chồng của cưng. Dạ. Bao giờ nó cũng mặc quần lưng thun. Cái đó chị công nhận luôn. Ừ. Nó mặc quần lưng thun. Tại vì sao bụng nó bự như vậy? Nó mặc chật nít luôn. Đúng rồi. Nó cho tôi hỏi gì chứ đi mua dây nịt tới ông bà ông giải hay làm gì? Trời, bụng nó bự quá trời mà cưng không có dây nịt. Ý chị hai nói là ổng không xài dây nịt mà ổng vẫn mua dây nịt. Ủa chết cha. Ông ha, ông lấy tiền tôi ha, ông giấu giếm, ông nuôi con nào. Ha, bữa nay mà ha, anh vô đây ha. Anh không nói rõ với tôi bữa nay là anh chết với tôi. Chị hai, chị nhìn tôi nè. Chị nhìn tôi nè chị hai. Chị nhớ tôi nha. Nè, chị nhìn tôi đi. Đi vô. Chị quỷ đỏ nè. Chó ai? Trời ơi. Không đi du lịch nữa. Tôi biết rồi nha. Không đi du lịch nữa. Tôi không biết rồi, trời đau quá. Tôi quýnh nè.
đâu, một đứa là sinh viên sắp làm đề án tốt nghiệp ha. Còn một đứa bán ve chai, ước mơ là bác sĩ đúng không? Đúng không? Vậy mà giúp đỡ nó làm cái app hại người hại đời. Bậy. Về đâu? Về đâu? Nè, mọi người nghe giải thích là cái app của em, cái app của con á, không phải app hại đời mà đã kêu bằng là một cái app hoàn thiện để giúp đỡ mọi người. Mọi người bình tĩnh mọi người. Con xin mọi người, chắc là hồi hiểu lầm thôi. Tại vì con nghĩ là mọi người phải có sự tin tưởng ở ảnh, nhiều khi nó lỗi cái gì đó cho nên là mọi người hơi bức xúc với nó. Nhưng mà thực sự là mọi người phải có niềm tin, ảnh nhất mình sẽ thành công. Dạ, đúng app rồi. Này sẽ nổi tiếng. Dạ. Ê, nói nghe, thành công nổi tiếng hay là cái app này chuyên đi giúp cho mấy cái bà mà cho vay nặng lãi rồi chủ hụi đó, xong rồi làm lục đục xào xáo gia đình người ta? Dạ không phải, xào xáo là do cái gia đình lục đục sẵn. Còn cái app của con á, là nó, nếu mà nó hoàn thiện nó không có lỗi nha, là cái app này kêu bằng là được tận dụng là tốt lắm á, giúp đỡ mọi người, đúng không ạ? Đúng. Bớt quy chương, bớt vỗ tay đồ cái nha. Nè, nói cho biết nè, không phải gia đình ta bản chất gây lộn mà tại cái app này làm cho gia đình ta gây lộn nha. Cái app này nói được cái mặt xấu của gia đình ta, hiểu không? Mà không hiểu sao luôn á, học đại học sao vậy, như nào cho ra cái dự án mà tốt nghiệp mà làm mình đề tài này vậy hả? Đâu phải cản lại chứ. Đâu, giảng viên đâu có cho đâu. Lúc mà em trình bày là giáo viên cản liền luôn á. Nhưng có một người đã đồng ý và ủng hộ em thực hiện app này. Ai kể ra cái quýnh liền tại chỗ. Là em. Ảnh gần bỏ cuộc rồi nhưng mà em, tất cả mọi người quay lưng với ảnh. Em nói là anh phải bình tĩnh, anh phải vững tin lên, anh nhất định sẽ thành công, app này sẽ giúp được mọi người. Tao không vững tin nổi, hiểu không? Không vững tin nổi mày biết cái app này nó hại tao, hại chị hai tao cỡ nào không? Cái gì vậy?